Chào các bạn nha. Hôm nay mình bắt cái con vịt mình hon thu đủ ăn bánh mì. Chớ nước nóng cho nó đi cái da đất á. Mình chặt rau rồi nha các bạn. Bây giờ mình ướp hành nè. Cho xẻ vô nè. Cho ngũ gia hương. Sẽ tới cho nữa. Mình nấu ăn bánh mì mà nó ngọt ngọt chút. Xét ra hành phi hành là mình phi lên cho nó thơm. Đấy.
phi xong rồi nè các bạn ha, phi cho nó vàng rồi xong mình bỏ vô cho nó thơm. Đó. Thịt. Đây thịt mình tao rồi nha các bạn. Tao là rau xanh rồi. Ở phòng đây mình ngâm rồi. Dừa nè. Dừa nè. Mình mua tái thu đủ mà nó sống nha. Cà rốt, măng. Bây giờ mình bỏ thu đủ vô nha các bạn. Đấy, thu đủ nó hùm thành mình bỏ sâu. Chín rồi này các bạn. Đấy.
Mời các bạn ăn nha. Hôn vịt bên mì. Cơm không? Không, không mấy rồi. Thôi mình nước quen.